liền cái tiếng, cái tiếng liền lấy cái video thâu rồi em lọc tiếng không vô. Chẳng lấy mấy hàng quỳ là rõ hả mấy em ngồi chứ. Em nói vậy á, nó xấu hết vậy, thì mình nó xấu hết vậy á. Cô ăn này đắm gì nhỉ. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách kho cá nục ngon nha. Thì đầu tiên là bắt một cái chảo dầu lên bếp. Sau đó chúng ta cho dầu. Đây, cái này thì chúng ta sẽ ướp với muối, đường, bột ngọt, tiêu nha mọi người, nước mắm nha mọi người. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi chiên sơ nó đi. Cho vào này một chút muối. Rồi, sau khi đã như thế này đó mọi người, thì mình sẽ pha một ít nước lọc rồi nha. Rồi cho
cho vào 1 phần 2 muỗng cà phê nguội nè nha. Chúng ta sẽ dùng một cái muỗng chúng ta bóp bọt hết đi nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ rim lửa nhỏ trong vòng 20 phút và sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình.